Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của công ty Điều Hòa Phúc Khánh. Trong video ngày hôm nay, Điều Hòa Phúc Khánh xin được giới thiệu với các bạn một chiếc điều hòa đến từ thương hiệu Panasonic, máy điều hòa Panasonic 9000 BTU inverter 2 chiều, có mã sản phẩm là IZ9AKH-8. Đây là model mới nhất được Panasonic trình làng vào tháng 3 năm 2024 vừa qua. Vậy, chiếc điều hòa này có gì nổi bật? Mời các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thiết kế cũng như là các tính năng, công nghệ nổi bật của chiếc máy điều hòa này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thiết kế của máy ạ. Trước tiên là dàn lạnh ạ. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, mẫu điều hòa Panasonic 9000 BTU IZ9AKH-8 này có kiểu dáng nhỏ gọn trong từng chi tiết, hình chữ nhật ngang phù hợp để lắp đặt kiểu treo tường trong phòng khách, phòng ngủ gia đình cho tới phòng làm việc. Lắp dàn lạnh của máy có thiết kế để tách rời, hỗ trợ trong công việc của chúng ta vệ sinh dàn lạnh cũng như lắp đặt. Đây ạ, lắp dàn lạnh các bạn có thể dễ dàng tách rời ra, rất là thuận tiện đúng không ạ? Về dàn nóng của máy có kết cấu ở bên ngoài cứng cáp giúp chúng ta có thể chống chịu được các sự tác động của các tác nhân thời tiết như là mưa, axit, bảo vệ cho các linh kiện bên trong. Ống dẫn ga của máy thì được làm bằng đồng, lá tản nhiệt làm bằng nhôm và được phủ một lớp bluefin chống ăn mòn. Đây ạ, các bạn có nhìn thấy ạ. Lớp bảo bluefin này thì sẽ giúp là hạn chế sự ăn mòn của các tác nhân thời tiết ạ, giúp nâng cao tuổi thọ của máy ạ. Đấy, chính vì vậy mà máy điều hòa Panasonic luôn luôn có được tuổi thọ rất là cao. Về môi chất lạnh sử dụng thì mẫu điều hòa này sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới ga R32, có hiệu suất làm lạnh rất là nhanh, đồng thời giữ hơi lạnh lâu và rất là thân thiện với môi trường. Được trang bị công suất hoạt động là làm lạnh 9000 BTU và sưởi ấm là 10700 BTU thì chiếc điều hòa này sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng cho các căn phòng có diện tích từ 10 cho đến 15 mét vuông. Chiếc điều hòa Panasonic IZ9AKH-8 được trang bị chế độ làm lạnh nhanh Powerful. Khi các bạn kích hoạt chức năng này thì máy sẽ chạy ở công suất tối đa để đẩy nhanh tốc độ làm mát cho cảm giác sảng khoái ngay lập tức. Về cái chế độ thổi gió thì chúng ta có thể điều chỉnh cánh đảo gió của máy. Đây, cánh đảo gió lên xuống bằng điều khiển. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn thay đổi cái hướng gió sang trái sang phải thì chúng ta sẽ phải sử dụng cần gạt đấy. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cần gạt này. Đấy, để gạt cánh gió sang trái sang phải. Điều hòa Panasonic IZ9AKH-8 được trang bị cái công nghệ inverter. Đấy, động cơ inverter không những là giúp duy trì cái biên độ nhiệt trong phòng dao động ổn định, đồng thời còn giúp chúng ta tiết kiệm điện năng hơn. Đây ạ, về khả năng tiết kiệm điện thì máy đạt hiệu suất năng lượng 5 sao của Bộ Công Thương ạ. Các bạn có nhìn rõ đây ạ. Đấy, đúng chưa ạ? Mức 5 sao, đây là mức năng lượng cao nhất của Việt Nam hiện nay rồi nhé. Bên cạnh cái công nghệ inverter thì chiếc điều hòa này còn được trang bị cái chế độ là Eco tích hợp AI, có thể điều chỉnh công suất từ 5 cho đến 50% tùy theo cái nhiệt độ môi trường và thời gian trong ngày, giúp tiết kiệm điện năng hơn. Đặc biệt thì máy điều hòa Panasonic còn được đánh giá rất cao về cái khả năng lọc không khí ạ. Đây các bạn có nhìn thấy, đây mình quay rõ hơn nhé, các bạn để ý đấy. Đây, đây, đây chính là cái bộ phát Lalo Easy của máy ở bên tay phải hướng chúng ta nhìn vào đằng sau cửa gió nhé. Cái công nghệ Lalo Easy này được trang bị sẽ giúp là giải phóng hàng nghìn tỷ hạt ion âm mỗi giây xung quanh máy, gắn kết với các hạt bụi theo dòng không khí đi vào ống nạp của thiết bị, sau đó là sẽ bị vô hiệu hóa ở cái màng lọc mang điện tích dương. Đây, sẽ bị vô hiệu hóa trong cái màng lọc mang điện tích dương, giúp bảo vệ cái hệ hô hấp của chúng ta. Đặc biệt thì cái mẫu điều hòa Panasonic 2024 còn được trang bị cái tính năng Wi-Fi, giúp chúng ta hay là điều khiển bằng điện thoại. Đấy, các bạn ạ, đây, tích hợp Wi-Fi nhé, chúng ta điều khiển bằng điện thoại. Trên này đã có hướng dẫn rất là rõ ràng, các bạn có thể làm theo hướng dẫn, hoặc là nếu không thì các bạn có thể liên hệ với Điện máy Phúc Khánh để chúng tôi hướng dẫn các bạn kết nối Wi-Fi. Chúng ta điều khiển bằng điện thoại rất là tiện lợi, đặc biệt là trong những trường hợp là điều khiển bị hư hỏng hoặc là bị mất. Hiện tại thì mẫu điều hòa Panasonic IZ9AKH-8 đang được bán tại hệ thống Điện máy Phúc Khánh với mức giá là 11.350.000 đồng. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn hoặc là hỗ trợ thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ hotline là 0904 755 838, 0862 685 838
hoặc truy cập website điện máy phúc khánh.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.